Đây đang sinh nhật bố Xuân. Mà bây giờ đốt nến ngoài nó không lên, tại vì nắng ngoài trời nên là mát. Rất là vui. Sao Hippo nói Hippo chúc Diện Xuân chưa? Chúc Diện Xuân gì nào? No. Chúc Diện Xuân sinh nhật Diện Xuân sao? Qua đây nướng cho vui nè, Thi với thợ cho vui. Qua ăn bụng kìa.